ngoài của cái lễ hội này là cả nhà biết không? Rất là nhiều mọi người đã đến đây để cả nhà có một vòng xe thấy không? Thời tiết ngày hôm nay chắc là chút nữa mới nắng lên, nhưng mà thấy rất là nhiều người đã mặc những cái trang phục nhìn rất là đặc biệt và nhìn rất là vui nhộn. Có những người họ có cái đuôi ở đằng sau nữa. Và bây giờ chút nữa ra mua vé không thì Haku sẽ vào bên trong và sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nhé. Ngày hôm nay Haku có một đôi cánh mới sẽ bay rồi. Đó cả nhà thấy không? Haku có một vali cocktail mà nó bự chà bá lửa cả nhà thấy không? Nó gấp đôi cái mặt của mình luôn. Mời cả nhà uống nước cùng với mình nhé. Đi một hồi rồi phải uống nước thôi. Cả nhà thân thương, vậy là ngày hôm nay đã có một ngày rất là tuyệt vời. Và cái lễ hội này nó có từ ngày 9 tháng 10 cho đến ngày 28 tháng 11. Vậy là còn khoảng 2 tuần nữa là kết thúc. Cho nên những ai ở gần đây thì ở đây là một cái thành phố Magnolia và nó cách Houston chắc là khoảng 1 tiếng thôi. Nó cách nhà Haku chỉ khoảng 2 tiếng, cách Austin là khoảng hơn 2 tiếng. Thì một ngày rất là thú vị và Haku đã quay cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà đã xem video và chúc cho cả nhà có nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Beautiful day.